Xin chào tất cả các bạn. Trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay, mình đi ra ngoài mua thức ăn rất là khó. Ở trong nhà mình có thể chế biến làm rất là nhiều loại bánh từ những cái nguyên liệu dự trữ. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách tự pha bột và làm bánh cuốn nóng hổi tại nhà, rất là ngon luôn. Bây giờ mình mời các bạn. Mình cần có là 1 cup bột gạo, thì cái bột gạo loại nào cũng được hết, cái hiệu nào cũng được, các bạn cũng có thể sử dụng được hết. Mình cần 1 cup. Hôm nay mình chia sẻ cái cách cân đo đong đếm với tất cả những cái dụng cụ mà có được. Nhiều chỗ thì không có cân, nhiều nơi thì không có cup, thì mình sẽ hướng dẫn cái cách nào mà các bạn có được ở trong nhà để sử dụng. Thì mình sẽ cân đây, mình bấm về số 0. Bây giờ mình sẽ cho cái bột vào. Có nhiều bạn ít có nấu ăn đó thì không có cái cân. Đó là 130g bột gạo. Và bột năng thì mình sử dụng cái loại bột năng nào cũng được, hiệu nào cũng được. Mình cần 1/2 cup bột năng. Thì mình sẽ cân thử. Các bạn lấy cái đũa gạt ngang cái mặt, rồi mình sẽ cân cái bột năng này coi bao nhiêu gram. 1/2 cup bột năng là 50g. Mình sẽ cho vào trong cái tô bột gạo này luôn. Và đây là cái bột khoai tây. Nếu các bạn nào không có cái bột khoai tây này thì mình có thể sử dụng luôn 1 cup bột năng. Rồi mình dùng 1/2 cup bột khoai tây. Cái bột khoai tây này cho vào trong cái bánh cuốn của mình. Nó làm cho bánh cuốn của mình mềm mịn và ngon lắm luôn. Đây mình dùng 1/2 cup. Rồi để mình cân thử 1/2 cup bột khoai tây này là bao nhiêu gram nha. Đó là 75g. Rồi mình cũng cho vào trộn chung với bột năng và bột gạo luôn. Trong trường hợp mà các bạn không có cái cup mà cũng không có cái cân luôn, thì mình sẽ dùng cái chén ăn cơm để đong. Cái chén ăn cơm này có trọng lượng là bằng 1 cup. Nếu mà cái công thức là dùng 1/2 cup thì các bạn dùng 1/2 chén này. Thì cái chén này ở gia đình Việt Nam nào hầu như cũng có cái chén nhỏ nhỏ để ăn cơm nè. Trong cái công thức hôm nay mình sử dụng là 4 cup nước, nghĩa là 1 cup bột gạo, 1/2 cup bột năng, rồi 1/2 cup bột khoai tây và 4 cup nước. Nếu các bạn có cái đồ mà để đông đông nước á, thì có cái số á, thì các bạn sẽ đông 1 lít nước. Còn bạn nào có cup thì sử dụng 4 cup nước, còn sử dụng chén thì 4 chén nước. Cái gì rất là dễ luôn. Mình chia sẻ cái công thức này là dễ vô cùng luôn, nhưng mà rất là ngon. Cái ra cái bánh cuốn rất là tuyệt vời luôn các bạn. Không có cần thêm nước, thêm bột gì nữa hết. Đông như vậy đây. Công thức của mình như vậy là rất là vừa luôn, chuẩn luôn. Và rất là dễ làm. Quậy ra cho cái bột nó tan lên. Mình sử dụng nước lạnh thường thôi, nước thường thôi, không có cần nước ấm gì hết. Quậy cho tan rồi, xong rồi mình sẽ để cho cái bột nó nở ít nhất là 4 tiếng. Nếu các bạn để được qua đêm thì rất là tốt. Giống như là chiều nay, ngày mai mình làm thì chiều nay mình ngâm bột, rồi mình đậy lại để 4 tiếng. Nhưng mà sau khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì các bạn phải chắc cái nước bỏ. Cái nước bây giờ nó lắng trên mặt nè, cái những cái bột giống như cái bọt vậy đó, nó nổi lên trên trên mặt nước.
Bây giờ mình chắc nước bỏ. Thì các bạn nhớ là chắc vô cái tô. Đây là cái trường hợp này là rất là nhiều bạn bị lỗi, là chắc bỏ luôn cái nước mà hồi không biết đổ lại bao nhiêu, cứ đổ quá nhiều xong rồi nó nhão luôn cái bột. Chắc vô cái tô, mình giữ lại cái nước đó để mình đông lại. Mình đã chắc ra bao nhiêu thì mình sẽ cho vào lại trong cái bột này bấy nhiêu. Mình nhớ quậy những cái bột lên cho nó tan đều. Bây giờ mình sẽ đông lại cái nước nãy mình chắc ra đó. Bây giờ mình đông lại thử có bao nhiêu thì mình sẽ múc lại cái nước mới vào trong y chang như mình đã chắc ra. Đó là đầy cái ca này là nửa lít. Mình sẽ cho vào lại. Rồi đậy, mình để đó. Sau một tiếng thì mình thấy nước đã trong. Bây giờ mình chắc tiếp. Mình chắc ra cái nước trong này bỏ nữa. Thì chắc khoảng 3-4 lần vậy á. Ít nhất là cũng 2 lần chắc. Để cho cái bột mình nó mịn và nó mềm, ngon lắm luôn. Nó không có mùi bột, nó thơm. Mình xiên chắc nước một chút thì cái bánh mình nó sẽ ngon hơn. Rồi mình cho lại và cũng quậy lên cho cái bột nó tan đều. Rồi đậy lại để đó. Bây giờ mình sẽ đi xào nhân. Mình sử dụng 200g thịt xay. Này mình sử dụng thịt gà. Rồi 50g nấm mèo. Rồi khoảng nửa củ hành. Đó, bây giờ mình đi qua xào cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi nóng lên rồi mình cho củ hành vào. Các bạn nhớ lưu ý là khi mình xào cái nhân bánh cuốn thì mình sẽ mở lửa thiệt là lớn để cho cái nhân nó không có bị ra nước. Rồi mình sẽ cho thịt vào luôn. Cho 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình xào lửa thật là lớn. Cái thịt gà nó dẻo dẻo đó, các bạn, nó dính nhiều. Thì mình xào bằng cái thịt gà này nó mềm, cái thịt gà nó mềm lắm, nó mềm hơn cái thịt heo. Cái thịt heo mình xào chín nó hơi cứng. Đó, mình xào không có ra miếng nước và đậy lại khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi gì đó. Mình đậy lại chút xíu thôi. Rồi cho 1 muỗng cà phê nước mắm. Rồi mình cho nấm mèo vào luôn. Nấm mèo mình cho vào thì sơ sơ, xào sơ thôi. Và nữa muỗng cà phê tiêu, ngay gần đầy 1 muỗng cà phê tiêu đó, nhưng mà chưa có đầy 1 muỗng. Thì tùy theo các bạn, thích tiêu nhiều thì cho nhiều, thích tiêu ít thì cho ít thôi. Mình cho vào trong cái bột này nửa muỗng cà phê muối và 4 muỗng canh dầu ăn. Mình đã cho lộn vào trong cái bột mà cái dầu bắp nó vàng. Thì mình chọn cái dầu nào mà nó có màu trắng, nó đừng có vàng thì cái bánh mình nó trắng kẹo, nó đẹp. Mình cho 4 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình cho cái chảo lên bếp. Thì mình mở cái lửa số 4, trung bình nhỏ, để cho cái lửa nó nhỏ nhỏ. Và cái chảo thì mình chọn cái nắp không có cái lỗ hơi, để mình giữ lại cái hơi, bánh mình nó mới mềm mại, nó không bị khô. Nè các bạn nhìn cái bánh nó rất là mượt luôn. Mình cho cái nhân vào. Thì cái nhân mình bánh cuốn các bạn xếp lỏng lỏng á, xếp làm hai lại là được rồi đó. Mình để nhân đều hết, xong rồi mình xếp lại làm hai thôi, là rất là ngon luôn. Còn các bạn cuốn nhỏ rồi cuốn chặt lại thì cái bánh mình nó không có ngon.
Đó, bạn xếp lại như thế này, đây là rất là ngon. Ở chợ bán đó, mình thấy người ta chỉ xếp lại thôi. Tùy theo ý thích của mỗi người, các bạn có thể cuốn nhỏ lại hay là cuốn lớn hay là xếp gì đó tùy theo ý thích. Thì mình chỉ thích là bánh cuốn là mình cứ xếp làm hai lại thôi, rất là dễ. Rồi mình đổ vài cái cho các bạn xem. Đó, mình để nhân đều hết cái bánh luôn. Cái bột này rất là tuyệt vời. Cái công thức này, ngoài cái công thức mà cái hiệu bột Vĩnh Thuận ra, thì cái công thức này là cái công thức tuyệt vời nhất, dễ ra dễ nhất và ngon nhất luôn. Nếu các bạn không có bột Vĩnh Thuận thì các bạn làm cái công thức này là rất là ngon. Đó, mềm mượt mà không hề bị khô nha các bạn. Các bạn y chang như là mình làm cái nồi hơi nước vậy. Đó, mềm mại. Đây là một mâm bánh cuốn của mình nè, quá là tuyệt vời luôn. Các bạn hãy làm cho người thân, gia đình của mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video kỳ tới.